Xin chào các bạn, ngày hôm nay iCamera xin giới thiệu tới quý vị và các bạn một sản phẩm mới hỗ trợ quay phim, đó chính là chiếc đèn LED IN330 tới nhà sản xuất của Yongno. Nếu như các bạn đã từng quan tâm tới nhà sản xuất Yongno này thì các bạn chắc hẳn cũng biết chiếc IN330 này đó chính là một bản cải tiến với nhiều chức năng mới so với con IN320. Thì ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu qua cho quý vị và các bạn biết được những bản cải tiến đó nó như thế nào. Bây giờ mình bóc và test thử để cho các bạn thấy. Đây là toàn bộ phụ kiện ở bên trong chiếc đèn này. Thứ nhất đó chính là một chiếc remote điều khiển từ xa. Chiếc remote này có một số những chức năng chính, ví dụ như là các bạn có thể tăng giảm được cường độ ánh sáng này, điều chỉnh các kênh này, hoặc là tăng giảm được cái giải nhiệt độ màu từ 3200 cho tới 5000 trực tiếp tại chiếc remote này, và nó sử dụng pin 3A. Đó, pin nhỏ. Tiếp theo, đây là một tay cầm. Với tay cầm này thì chúng ta có thể cầm nắm hoặc không thì có thể gài được lên trên phần đầu hot shoe của máy ảnh. Đó, bởi cá gài này. Thay vì gài hot shoe lên máy ảnh hoặc là tay cầm nắm thì bạn có thể gắn lên những chiếc chân đèn đều được, bởi phần dưới đây nó sẽ có một đầu ốc 1/4 nhỏ. Đó. Chúng ta có hai tấm filter lọc màu. Một đó là tấm ánh sáng trắng. Tấm ánh sáng trắng này thì các bạn có thể để chế độ giải nhiệt độ màu nó khoảng tầm 5000 tới 5600. Đó. Và đây một tấm filter vàng. Tấm này thì nó là nhiệt độ màu khoảng tầm 3200. Một sách hướng dẫn. Đó. Hướng dẫn thì gần như là hoàn toàn bằng tiếng Trung. Có thêm tiếng Anh. Kèm theo một chân vịt. Chân vịt này có tác dụng là chúng ta có thể đặt đèn lên trên bàn. Đó. Đây, đặt như thế nào thì một lát nữa thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn. Rồi, và đây là sản phẩm chính, chiếc đèn IN330. Nó có kích thước và hình dáng giống hệt như chiếc IN320, nhưng tính năng của nó được cải tiến rất là nhiều. Mình xin nói qua kích thước của nó. Một số những cái thông số cơ bản, đó là chiều dài thì nó vẫn như cũ thôi. Nó khoảng tầm 17cm. Chiều rộng nó khoảng tầm, theo mình nghĩ nó khoảng tầm 12-13cm. Và độ dày nó khoảng tầm 3cm thôi. Nó rất là nhỏ gọn. Đó. Mặt trước vẫn là 4 cánh cửa ban đo, giúp chúng ta có thể điều chỉnh được luồng ánh sáng phù hợp với mục đích quay. Và mặt bên trong này đó là chính là giải đèn LED. Đó, đây là những giải đèn LED, bóng đèn LED. Với bóng đèn LED này, tuổi thọ nó có thể lên tới 50000 giờ. Chính vì thế thì việc sử dụng bóng LED nó rất là bền hơn so với những cái bóng halogen. Chúng ta không sợ cháy, hoặc là nếu mà giả sử nó mà cháy đi chăng nữa thì nó sẽ không cháy một lúc đồng loạt, nó sẽ cháy từng điểm nhỏ thôi. Nên chúng ta hoàn toàn có thể yên tâm. Rồi, ở phần bên hông này đó chính là khay, chúng ta có thể cho những cái tấm filter lọc màu này vào. Đây mình sẽ cho thử tấm lọc màu trắng. Đó. Rồi. Ok, về phần bề mặt sau. Đây, bề mặt sau thì các bạn có thể thấy được. Thứ nhất, nó có chứa một khay pin. Dòng khay pin Sony. Nó là dạng NPF570 hoặc NPF550 hoặc là 970. Đó. Thì tùy vào từng loại pin mà dung lượng của nó giúp chúng ta có thể sử dụng được thời gian nó khác nhau. Tiếp theo đến đây. Đây là một phần cải tiến mới nhất của nó. Đó chính là nó đã sử dụng adapter nguồn. Thay vì chúng ta dùng pin, dung lượng pin tùy từng loại pin thì nó có thể rơi vào khoảng tầm 30 cho tới 1 tiếng đến 2 tiếng là cùng. Với cái bộ rắc nguồn như thế này thì giúp chúng ta có thể sử dụng liên tục lên tới nhiều giờ mà không lo việc hết pin. Đó. Đây là một cải tiến rất là quan trọng. Tiếp theo đây là một số những cái công tắc và phím bấm. Ở đây, đây là chính là nút bật tắt. Chúng ta bật thì ấn vào đây, tắt cũng ấn vào đây. Và cái núm xoay này
phần button này nó có tích hợp núm xoay giúp chúng ta điều chỉnh cường độ ánh sáng của đèn. Đó. À, phần bên đây nó chính là một số những cái nút thông số thôi. Ví dụ như là kênh này. Kênh này thì giúp chúng ta có thể gộp nhiều đèn vào làm một kênh. Đó. Thì lúc đó chúng ta có thể điều chỉnh một đèn và những đèn còn lại nó sẽ tự động bắt theo. Đây là phần giải nhiệt độ màu. Phím hiển thị dung lượng pin. Frycast. À, và bây giờ mình sẽ cho pin vào test thử cái nguồn sáng của chiếc đèn này để cho các bạn có thể thấy được nó sẽ như thế nào nhá. Rồi chúng ta lắp pin vào. Đó. Ở đây thay vì việc cầm tay như thế này thì mình sẽ lắp lên cái phần chân mỏ vịt này, mình sẽ đặt ở trên phần bàn. Đó. Và vừa rồi mình đã setup xong, giờ chúng ta có thể gài đèn lên phần mỏ vịt để bàn. Và bây giờ mình sẽ bật chiếc đèn này. Đó, bật để bật đèn thì bạn ấn vào đây. Rồi, ok. Chúng ta có thể tăng giảm, ở đây có một màn hình OLED để hiển thị thông số. À, phần thông số này đây các bạn có thể thấy được, đây là phần hiển thị cường độ ánh sáng. Cường độ ánh sáng của đèn nó sẽ tối đa đó là 99%. Đó. Và thấp nhất nó về khoảng tầm đó, thấp nhất là 0%. Rồi, và đây hiển thị dung lượng pin thì các bạn muốn biết ấn vào đây. Ở đây nó sẽ có 9 mức tất cả. Đó, 9 là về tới 0. Đây là phần kênh CH. Nó sẽ có tổng cộng là 8 kênh tất cả để cho chúng ta có thể gộp những cái đèn vào với nhau. Đây là phần hiển thị thông số giải nhiệt độ màu. Các bạn muốn ánh sáng vàng hoặc ánh sáng trắng thì ấn nút này thôi. Chiếc IN300 này có khối lượng chỉ khoảng tầm 600g thôi, rất là nhỏ gọn và tiện lợi cho chúng ta có thể mang đi mang lại. Và với thiết kế nhỏ gọn này, có thể đặt bàn hoặc là đặt lên chân giúp chúng ta quay chụp rất là dễ dàng. Đặc biệt thuận lợi cho các bạn làm blogger hoặc là youtuber. Và để biết thêm thông tin chi tiết cũng như là đặt mua sản phẩm, các bạn vui lòng truy cập vào website icamera.vn hoặc gọi điện trực tiếp tới số hotline bán hàng của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại. Theo dõi nhiều hơn các clip bằng cách nhấn nút subscribe bên dưới các bạn nhé.